Những năm tháng không thể nào quên. Tác giả: Hoàng Thế Tương. Giọng đọc: Hải Yến. Số 4. Tôi trở về trung đoàn 2, đơn vị đang đóng quân tại Giang Sơn, đô lương các bạn có tin đây là số mệnh không? D28 sau khi về Tân Kỳ đào tạo cho sư đoàn một khóa hạ sĩ quan nữa. Giữa năm 1978, theo quy định mới của Bộ Quốc phòng thì cấp sư đoàn không có trường đào tạo hạ sĩ quan. Vậy là toàn bộ khung của D28 được điều động thay thế khung K4E2. Cuối năm 1978 toàn bộ E2 bổ sung vào F8 quân khu 9 chiến đấu hướng kiên Giang, An Giang, sang Campuchia và hy sinh rất nhiều. Trong đó có một số anh em trước cùng trung đội thông tin K6 với tôi như Khương, Phát, lính Hà Nội 1974. Tôi còn được biết anh Hải người Hà Nội, trước là trợ lý tiểu đoàn D28. Con người Tài Hoa văn võ song toàn. Sau này về làm tiểu đoàn trưởng K6 cũng hy sinh. Ôi, buồn quá. Tôi tránh được hai sự kiện ở lại E2, còn một sự kiện nữa tôi kể sau. Nếu không cũng khó nói trước được điều gì. Cảm ơn số mệnh. Cuối tháng 4 năm 1977, tôi trở về K6 sau 13 tháng xa cách. K6 đóng quân trong đò Lèn sau chuyển về ngã Ba Giang Sơn, Đô Lương. Ngày ấy, trung đội thông tin còn ít lắm. Một số anh lính 71 đã ra quân. Một số chuyển sang đơn vị khác nên cũng buồn. Nhiều hôm cứ tha thần ra ngã Ba Giang Sơn chơi, uống bát nước chè xanh với vài thanh kẹo lạc. Tháng 7 năm 1977, tôi ở K6 E2, sư 324, đóng ở Giang Sơn, Đô Lương, Nghệ An, thì được tiểu đoàn mời lên quán triệt giao nhiệm vụ. Trung đoàn có đợt đi làm nhiệm vụ đặc biệt, tiểu đoàn đã chọn 5 đồng chí có đủ đức đủ tài tham gia. Các đồng chí có ý kiến gì không? Lúc đó tôi chưa biết nhiệm vụ đặc biệt là nhiệm vụ gì, phỏng đoán hay sang Lào giúp bạn. Vì thời gian đó có đợt bổ sung đi Lào, thường thì vẫn nghĩ nước sông công lính hay say thóc thì khỏi ấm em. Cả năm người đều giơ tay nhất trí. Thùng thẳng, chính trị viên mới nói rõ nhiệm vụ. Đúng là nghề chính trị có khác. Thôi xong, muốn rút cũng không được. Nhiệm vụ đặc biệt mà chúng tôi đã nhất trí là quy tập hài cốt liệt sĩ đoàn công tác quy tập hài cốt liệt sĩ của Trung đoàn 2 do anh Lâm ở Ban Chính sách Trung đoàn phụ trách. Đoàn gồm 30 đồng chí, trong đó có hai lái xe, một đồng chí phụ trách hậu cần. Trước khi lên đường, chúng tôi được Thủ trưởng Trung đoàn quán triệt giao nhiệm vụ. Chuyến công tác lần này chủ yếu ở Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Tối đầu tiên, đoàn dừng chân tại một làng ven sông nhật lệ thị xã đồng hới tỉnh quảng bình cũng may trong đoàn có tôi và anh lương tuyển cùng người hải phòng nên cũng vui sau khi tạm dừng chân hai ngày để bổ sung nhu yếu phẩm và các vật tư phục vụ chuyến công tác đến ngày thứ tư đoàn rời thị xã đồng hới đi phà quán hầu qua sông nhật lệ tới vĩnh linh qua cầu Hiền Lương, vượt sông Bến Hải, Đông Hà, Quảng Trị. Qua cố đô Huế, đoàn đến địa điểm tập kết tại một làng ven sông Chuồi thuộc huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Sau khi ổn định chỗ ở trong nhà dân, chúng tôi được nghỉ ít ngày để chuẩn bị bước vào nhiệm vụ mới, quy tập hài cốt liệt sĩ. Những liệt sĩ thuộc E2, Sư 324 đã hy sinh tại mặt trận trị thiên trong kháng chiến chống Mỹ từ những năm 1966 đến năm 1975. Đoàn đặt bàn doanh tại xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, nằm cạnh sông chuồi thơ mộng. Đoạn chảy qua làng Lộc Điền khá rộng và êm đềm. Từ gia đình nơi tôi đóng quân, đi bộ vài trăm mét là tới cầu chuồi. Ở đó có chợ chuồi, tuy không lớn nhưng trên bến dưới thuyền. Đầu cổng chợ là dãy hàng quán đông vui như phố thị. Lúc rảnh rỗi, tôi và Tuyển ra đây ngồi nhâm nhi ly cà phê, nghe lời ca buồn sầu thẳm được phát ra từ dàn âm thanh A Cai mà tâm trạng vô cùng. Mấy ngày nghỉ qua đi, chúng tôi lên đường làm nhiệm vụ. Đợt đầu tiên đoàn về huyện triệu hải tỉnh quảng trị bây giờ triệu hải tách thành hai huyện hải lăng và triệu phong sau khi làm thủ tục với chính quyền địa phương đoàn triển khai kế hoạch xuống các tiểu đội phải nói công tác liệt sĩ của trung đoàn rất bài bản từ những ngày chống mỹ thứ nhất khi đơn vị có chiến sĩ hy sinh nếu có điều kiện thì chôn cất các thông tin về liệt sĩ được ghi giấy cho vào lọ penicillin hoặc khắc vào nắp ango. Thứ hai, ban chính sách đơn vị đều vẽ sơ đồ mộ trí. Thứ ba, năm 1976, đơn vị đã cử đoàn công tác đi điều nghiên, đánh dấu trên thực địa để năm 1977 bắt đầu quy tập. Đội quy tập nghỉ tại một xóm nhỏ cạnh ngã ba Diên Xanh, Hôm nay chúng tôi nhận cuốc, sẻng, ủng, găng tay, nước hoa khử mùi, hương, ni lông để bọc hài cốt mà cảm thấy ái ngại, không tâm lý sao được. Thời trẻ trâu tôi cũng khá nghịch ngợm, nhưng mỗi khi có đám bốc mộ ngoài nghĩa địa là mấy thằng đâu dám bén mảng tới gần. Những ngày đầu tiên quy tập tại khu vực Hải Lăng, vùng này toàn cát nên dễ đào thú thực lần đầu tiên đi đào mộ rồi tự bốc hót hài cốt tôi cũng thấy sợ sợ sờ vào xương người nhất là nhìn vào hố mắt xô hoắm ở đầu lâu đừng ai vội cười nhé cứ làm thử một lần trong đời cho biết nhưng trấn tĩnh lại đây là những đồng đội đã anh dũng hy sinh vì tổ quốc vì nhân dân trong tâm lại dồn lên cảm xúc và bình tĩnh đến kỳ lạ làm quên sự sợ hãi tầm thường chúng tôi làm cẩn thận được cái đồng đội sạch sẽ lại gói trong tăng nên khi nhấc lên là nguyên cả khung luôn mà thật kỳ lạ đã có lần khi làm xong tự nhiên thấy không yên tâm chúng tôi bới lại thấy vẫn còn sót đốt xương nhỏ rất hãn hữu thôi nhưng không thể lý giải được sau khi lau chùi sạch sẽ chúng tôi xếp các anh vào trong tấm ni lông mềm và được gói cẩn thận nếu có tên thì ghi tên và thông tin cá nhân vào tờ giấy buộc bên ngoài hoặc đánh dấu địa chỉ được hót cất trước khi làm chúng tôi đều thắp hương xin phép sau khi hài cốt làm xong được chuyển lên xe, đưa về khu Nghĩa Trang thị trấn Hương Trà, Thừa Thiên Huế. Ở đó có các đồng chí trong tiểu đội khắc bia và làm các thủ tục an táng liệt sĩ tại Nghĩa Trang riêng của Trung đoàn. Cũng phải đính chính thêm, đoàn có 30 người, ngoài đoàn trưởng, hai lái xe và một đồng chí hậu cần, đoàn chia làm 3 tiểu đội một tiểu đội toàn văn hay chữ đẹp thì ở hương trà để khắc bia vào danh sách và chôn cất các liệt sĩ tại nghĩa trang còn lại hai tiểu đội đi làm trực tiếp tôi và tuyển ở hai tiểu đội khác nhau nói là khác nhưng đều làm cùng một địa điểm vì chỉ có một chiếc xe ô tô zin ba cầu phục vụ những ngày làm công tác quy tập hài cốt liệt sĩ cũng quen dần. Chỉ mấy ngày sau, chúng tôi không cần đi ủng hoặc đeo găng tay hay đeo khẩu trang nữa. Cứ hai người quy tập một mộ. Ở khu vực Diên Xanh, đơn vị tác chiến Tết Mậu Thân 1968, nhất là năm 1972, có nhiều đồng chí hy sinh tại khu vực ngã ba Diên Xanh tới sông Mỹ Chánh. Hẳn các cựu chiến binh sư đoàn 324 không thể nào quên những ngày rực lửa tại Quảng Trị. Thật cảm động khi trực tiếp được nghe người dân kể về những chiến công của bộ đội trong chiến dịch và tinh thần chiến đấu dũng cảm ngoan cường của các anh. Trong cuộc chiến đấu ác liệt, một số đồng chí đã anh dũng hy sinh và đã được nhân dân khâm liệm trong quan tài như người ruột thịt công việc cứ thế giữa cái nắng cái gió của mùa hè quảng trị đội quy tập cứ làm hết khu vực rồi chuyển địa điểm nhưng nhiều nhất vẫn là xã hải phú hải lâm huyện triệu hải nay thuộc huyện hải lăng anh lâm đoàn trưởng người huyện diễn châu nghệ an anh là người rất hiểu tâm lý chiến sĩ cứ làm hết một khu vực. Chúng tôi được nghỉ 2 đến 3 ngày để có thời gian thư giãn và nạp thêm năng lượng. Ngày nghỉ, anh em đi xuống chợ Diên Xanh hoặc làm công tác dân vận ở những vườn cây chữ quả rồi thưởng thức những món ăn mang đậm hương vị xứ Huế. Tôi đã từng đi qua và thưởng thức ẩm thực nhiều vùng miền ở Việt Nam, nhưng tôi cảm nhận món canh chua ở vùng này là ngon nhất người dân nơi đây chủ yếu là vùng cách mạng nên rất quý bộ đội sau những ngày nghỉ mọi người lại vào công việc hết khu vực diên xanh hải lâm hải phú rồi xuống mấy xã ven sông mỹ chánh khu vực này các liệt sĩ thường được an táng ở khu vực rìa làng gần nhà dân đến nơi mấy cụ già còn kể ngày đó chôn cất như thế nào, chỗ đó có mấy ngôi, cứ vành vách như vừa mới hôm qua. Ban ngày thì làm công tác quy tập, buổi tối thì giao lưu với nam nữ thanh niên. Cách sinh hoạt của thanh niên địa phương không khác gì thanh niên ngoài Bắc. Đoàn đã đến nhiều xã của huyện Triệu Hải cũ. Khu vực này đơn vị có các liệt sĩ hy sinh từ năm 1967 chủ yếu Tết Mậu Thân 1968, một số ở ven sông Thạch Hãn năm 1972. Những ngày được nghỉ, chúng tôi về cứ ở làng chuồi xem có thư không. Đợt công tác nào về, tôi cũng nhận được thư, thư gia đình và cả thư của bạn gái nữa. Đó là những tình cảm động viên tôi rất nhiều trong những năm tháng không quên ấy có lần hai thằng về huế chơi không biết tuyển còn nhớ không hai anh em mang bộ quần áo vừa được phát ra chợ đông ba bán các bạn đừng cười nhé vì dân hải phòng sống đơn giản lắm quần áo có cần nhiều đâu chỉ thiếu xèng thôi đoàn lại lên đường chúng tôi qua khu vực cồn tiên đường đất đỏ ba gian khu vực này công binh đang tháo rỡ bom mìn qua nghĩa trang Trường Sơn. Ngày đó vừa mới xây xong, chúng tôi vào nghĩa trang Tháp Hương, lần đầu tiên được ngắm nhìn một nghĩa trang rộng lớn vô cùng. Trong nghĩa trang được chia từng khu vực theo địa danh các tỉnh thành trong nước. Rời nghĩa trang Trường Sơn, chúng tôi đi qua cánh rừng thưa đến vùng đất thượng lưu sông Bến Hải lần đầu quy tập trong rừng, đội dựng lán gần một bản người dân tộc Vân Kiều. Ngày hôm sau, quy tập sáu liệt sĩ. Chúng tôi đưa các liệt sĩ theo con đường qua bản, vì chỉ có một con đường này thôi. Về tới lán chuẩn bị nấu cơm, thì đoàn trưởng ra lệnh rút ngay, vì dân chuẩn bị đến kiện bộ đội, dám đưa con ma qua bản. Phong tục là như vậy, do mình chưa hiểu sau này qua các vùng khác sẽ kinh nghiệm hơn. Những ngày ở Quảng Trị, chúng tôi được hưởng trận lụt ba ngày, nước không rút, nước trong nhà mà cao hơn một mét. Các mẹ nói, trận lụt lịch sử năm 1973, nước cao ngập mái nhà cơ. tấm thoát thời gian, công tác tại đội quy tập cũng hơn một tháng. Đoàn trưởng quán triệt tinh thần cho anh em là đợt công tác phải kéo dài đến hết năm mọi người cũng chỉ biết vâng lệnh và sẵn sàng đi tới vùng đất mới được nghỉ ít ngày chúng tôi qua sông thạch hãn vào thăm thành cổ quảng trị tới đây mới thấy sự tàn phá ghê gớm của chiến tranh cả thành cổ chỉ còn lại cổng thành sạt lở và đoạn tường nham nhở vết đạn bom Mặc dù qua nhiều năm giải phóng, Quảng Trị lúc đó như một phế tích của chiến tranh. Thắp mấy nén nhang bên vệ cỏ trước cổng thành để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, các đồng đội đã hy sinh trong 81 ngày đêm mùa hè rực lửa năm 1972. Sương máu các anh đã hóa thân trong lòng đất mẹ Quảng Trị hòa vào mênh mang sóng nước của dòng sông Thạch Hãn mà sau này cựu chiến binh Lê Bá Dương đã thốt lên. Đò lên Thạch Hãn ơi trèo nhẹ, đáy sông còn đó bạn tôi nằm. Có tuổi hai mươi thành sóng nước, vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm. Tạm biệt thành cổ chúng tôi lên tàu về xóm nhỏ bên sông chuồi để tối tối ra tắm mát dưới dòng sông và buổi sáng cùng thưởng thức cà phê cầu chuồi hoặc uống ly chè xanh thơm mát làng chuồi có món chè xanh nổi tiếng mà khi nhấp một ngụm người uống mới thấy được vị đậm đà riêng của nó phải gọi là tuyệt vời sau những ngày nghỉ ngơi để nạp thêm năng lượng đoàn lại lên đường tới huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế xe đi ngược qua cố đô để về phong điền qua ga hiền sĩ tới làng hiền sĩ thuộc xã phong sơn huyện phong điền làng nằm ven sông bồ con sông bắt nguồn từ vùng núi a sầu mà phụ lưu là sông rào trăng sau này xây dựng thủy điện rào trăng bị sự cố vùi lấp năm 2020. Ở đây có một số liệt sĩ hy sinh năm 1973. Sau khi hoàn tất quy tập tại khu vực này, đoàn đi thuyền ngược sông Bồ vài chục km. Tôi không nhớ địa danh, nhưng trên khu vực đó có một số liệt sĩ đã hy sinh năm 1973. Công việc đào bới, bốc hót lau chùi đồng đội với chúng tôi giờ cứ gọi là chuyên rồi. Quy tập xong, mọi người chặt lồ ô đóng bè, những cây lồ ô dài chừng 7 mét, thân to như bắp đùi chứ không ít. Lần đầu đóng bè còn lóng ngóng, những sợi mây rừng quấn chặt những nẹp tre, mỗi người một việc rồi cũng xong. Cả đoàn có bốn bè xuôi dòng sông bồ. Tôi cũng quen dần với việc đẩy xào, chống bè, hai bên bờ những hàng tre xanh ngả bóng xuống dòng sông tôi chợt nhớ tới câu thơ của nhà thơ tế hanh quê hương tôi có con sông xanh biếc nước gương trong soi tóc những hàng tre tâm hồn tôi là một buổi trưa hè tỏa nắng xuống lòng sông lấp loáng cảm xúc dâng trào chúng tôi đưa các anh về trên dòng sông quê hương tới làng hiền sĩ dân làng cùng ra thắp hương và tri ân các anh những người liệt sĩ đã hy sinh trên mảnh đất trị thiên khói lửa hôm nay các anh trở về ngôi nhà mới tại nghĩa trang hương trà nơi các đồng đội trong trung đoàn đang chờ đợi khói hương tỏa bay trên hương đài tổ quốc ghi công đã gần hai tháng xa đơn vị để làm nhiệm vụ quy tập tuy vất vả nhưng công việc bây giờ cũng đã quen niềm vui của tôi là mỗi lần nhận được thư của cô bạn gái xứ nghệ em đã dành cho tôi tình cảm chân thành động viên tôi rất nhiều trong những năm tháng công tác trong này ngày tiếp ngày công việc của chúng tôi vẫn thầm lặng nhìn những bọc ni lông hài cốt của đồng đội mà trong lòng tôi xúc động vô cùng. Các anh đã sống mãi tuổi 20 trong chiến trường khói lửa. Hôm nay, chúng em đưa các anh về với đồng đội và yên ngủ trong vòng tay đất mẹ Việt Nam. Tết độc lập mùng 2 tháng 9 năm 1977, chúng tôi ở lại hương trà, sáng quẩn quanh cùng ông bạn tuyển ra thị trấn uống cà phê. Thị trấn vùng ven đô tĩnh lặng như chính cái tên hương trà. Dân vùng này chủ phú hơn, con gái dường như cũng xinh đẹp hơn. Nhưng chỉ ngắm thôi bạn tuyển nhỉ, vì mình là bộ đội cách mạng mà. Chưa hôm nay, anh em có bữa ăn Tết độc lập thịnh soạn, nhưng cũng ít người thôi vì một số anh về cứ cầu chuồi. Chiều buồn tôi và Tuyển rủ nhau về Huế, cách khoảng 10 km. Hai thằng nhẹ bước ngắm cầu tràng tiền và sông hương xanh mát. Những hương gió từ dòng sông thoảng qua, cùng con đò xuôi dòng, vẳng lên, điệu hò Nam Ai Nam Bình sâu lắng. Trên cầu, những tà áo tím cứ lướt qua nhẹ nhẹ, làm tâm hồn người lính như tôi với tuyển cũng thấy sao lòng. Bước chầm chậm tới cổng chợ Đông Ba, bắt gặp hình ảnh bố con người sầm mù với cây guitar cũ kỹ phập phồng cùng giọng ca ai oán. Một ngày nào con có đau, em nhớ mang đi khám bác sĩ, nghe dặn rằng thầy có hỏi thì cứ nói đừng ngồi gần đừng có liếc đừng cười tình đừng làm chi cả nghe em tôi có nhiều lần quay lại nơi này nhưng không bao giờ có được cảm xúc như lần tôi cùng tuyển dạo bờ sông hương năm ấy sau kỳ nghỉ lễ nhiệm vụ mới lại bắt đầu đợt này chúng tôi đi ô tô theo đường bờ nam sông hương qua khu lăng mộ triều nguyễn khu lăng mộ dài khoảng hơn chục km các lăng tẩm đều nằm trên các gò đồi nhưng vẫn bám sát dòng sông hương uốn lượn chiều muộn đoàn nghỉ lại cạnh trại giam tù binh bình điền buổi tối chúng tôi vào sân trại xem phim nhìn sự điều hành của ban giám thị thì cũng vất vả bất khuất lắm các khuôn mặt và đội hình một thời là đối đầu chiến tuyến bây giờ họ phải chịu cải tạo để trở thành công dân nước việt nam độc lập càng nghĩ càng cảm thấy có cái gì đó nghẹn lời cho các đồng đội tôi các anh hùng liệt sĩ qua bao năm rồi vẫn còn nằm lại đâu đó trên mảnh đất hình chữ s này hôm sau đoàn lại lên đường càng gần dãy trường sơn xe càng khó đi rồi xe không thể đi được. Chúng tôi bắt đầu đi bộ. Những bước chân không biết mỏi, trèo đèo, lội suối. Qua những cung đường, nghe đoàn trưởng nói là đường 72 hay 73 gì đấy. Trước đây xe ô tô chở quân đi xuống Huế được. Vậy mà, chỉ qua hai mùa, mưa rừng đã thổi bay cung đường ngày đó. Có đoạn sạt lở hết, chúng tôi phải mở lối mòn để đi. Cũng không biết địa danh nơi đây nữa vì toàn màu xanh của núi rừng. Quyên Nguyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.